Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video cách đây 5 ngày thì mình có chia sẻ cho các bạn cái phương pháp đó là lụm 2 triệu về tài khoản ngân hàng. Và cái video này thì cũng đón nhận được khoảng tầm là 6,3 ngàn lượt view ha. Thì trong đó thì có rất là nhiều người thì chưa có biết cách làm với lại cái bên của SCJ và cần mình hướng dẫn chi tiết rõ ràng hơn. Và mình lục lại cái hướng dẫn cách đây cũng khá là lâu sau khi mà bị YouTube xóa hai cái video này. Thì mình có up lên trên hai cái nền tảng là Coach và mình up cái phần 1 và phần 2, các bạn có thể là xem lại ở đây. Và trong cái phần chiến dịch của SCJ thì chúng ta thấy là nó có rất là nhiều những cái chiến dịch mà app ngân hàng, nên khi mà chúng ta đăng ký tài khoản ngân hàng không thì chúng ta sẽ nhận được hai đầu. Theo cái cách của mình làm ở trên cái hướng dẫn 1 và hướng dẫn 2 thì các bạn có thể xem rất là kỹ chỗ đây. Và mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi mà của các bạn gửi về là trong cái phần đăng ký thì nhập cái gì, trong đó gọi là nhập mã giới thiệu á, tại vì nếu mà nhập tầm bậy á thì có thể là sẽ không có được ghi nhận cái đơn hàng. Thì ví dụ như mình nói với cái ngân hàng của TNF đi, bây giờ thì các bạn bấm vào trong đây ha, thì chúng ta tạo link và chúng ta copy cái đường link đó để chúng ta đi tải app ha, hoặc là chia sẻ cho bạn bè của mình tải app và đăng ký. Và các bạn lưu ý là ở trong cái phần mà information á, nó có cái phần gọi là thông tin ha, thì nó có là giới thiệu về cái chiến dịch của cái ngân hàng này. Rồi chúng ta kéo xuống phía dưới nữa thì sẽ nhìn thấy có một chỗ để là video hướng dẫn đăng ký TNF ha. Thì các bạn có thấy cái đường link này không? Chúng ta bấm vào cái đường link này thì nó sẽ có một cái video cho các bạn xem. Ở đây thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký như thế nào. Và tại cái phần nhập mã đó thì nó sẽ yêu cầu bạn nhập cái mã gì thì bạn sẽ nhập lại giống y chang như vậy, thì nó sẽ thành công thôi. Và khi mà chúng ta chia sẻ cho bạn bè của mình thì bạn chỉ cần chia sẻ hai cái thôi. Cái thứ nhất đó là cái đường link tải cái ứng dụng này. Đây, cái đường link tải cái ứng dụng TNet này nha. Rồi cái thứ hai các bạn cần chia sẻ đó là cái video hướng dẫn đăng ký cái tài khoản này. Chỉ cần hai cái đó thôi là khi mà bạn của bạn làm giống như vậy thì nó sẽ ghi nhận cái đơn hàng ở trong cái phần tổng quan cho các bạn ở trên cái trang SCJ. Nó đơn giản như vậy ha. Nếu mà các bạn không biết cách làm như thế nào thì bạn sẽ xem lại hai cái video hướng dẫn phần 1, phần 2 của mình. Và hai video này thì mình làm cũng rất là kỹ, làm kỹ đến mức mà những cái này nó bị xóa hết trơn á, nên là các bạn không có tìm thấy ở trên YouTube ha. Và bây giờ thì mang đến cho bạn một cái chiến dịch nữa đây. Chiến dịch này thì các bạn sẽ kiếm được lên đến là 140.000 đồng. Và cái chiến dịch này nó liên quan đến ngân hàng, thì ngân hàng này là ngân hàng Kalut Việt Nam. Cái ngân hàng này thì nó có nguồn gốc tại Thái Lan. Và hiện tại thì nó cũng có những cái chi nhánh tại những cái quốc gia khác. Như bạn thấy ở đây là nó có của Trung Quốc nè ha. Trung Quốc có, Nhật có, là Lào có, Campuchia có, Indo, Việt Nam, Myanmar. Như vậy thì ngân hàng này nó cũng phủ sóng đều ở các nước khu vực Đông Nam Á của chúng ta rồi. Bây giờ thì các bạn yên tâm là cái ngân hàng này uy tín, nó không có lấy thông tin của người dùng đâu. Mà ngược lại là khi mà bạn mở tài khoản tại ngân hàng này á, thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái số tiền dành cho người mới đó là từ 100 đến 140.000 đồng. Và chúng ta có thể sử dụng cái ngân hàng này làm cái ngân hàng để chúng ta có thể là nhận tiền, chuyển tiền hoặc là chúng ta giữ tiền ở trong đó. Nó bình thường giống như những cái ngân hàng khác thôi. Và cái chi nhánh của nó thì nó đang có tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Nên các bạn yên tâm là đây là không phải là một cái app scam hoặc là một cái ngân hàng mà đâu, các bạn yên tâm, ngân hàng này thì rất là uy tín, có tuổi đời cũng khá là lâu rồi. Và trong cái video này thì mình cũng thông tin đến các bạn đó là hiện tại thì với ngân hàng Kalut thì chúng ta đăng ký chúng ta sẽ nhận được số tiền lên đến là 140.000 đồng. Rất là ok đúng không? Và nếu mà bạn chia sẻ được cái ngân hàng này cho người khác, cho bạn bè của bạn ấy, giống như bạn đang chia sẻ SCJ này cho bạn bè của bạn đăng ký á, thì bạn cũng sẽ nhận được cái số tiền lên đến là 40.000 đồng dành cho một người giới thiệu thành công. Đó, thì bạn của bạn mở cái tài khoản ngân hàng xong, bạn của bạn nhận được 140.000 thì bạn sẽ được 40.000 á. Cái này là cái tiền của người giới thiệu thì nó ít hơn so với người đăng ký ha. Người đăng ký thì nhận được nhiều tiền hơn, người giới thiệu thì nhận được 40. Và mình chưa thấy có cái ngân hàng nào mà nó tặng tiền nhiều đến như vậy luôn á. Chỉ có ngân hàng Kalut Việt Nam là nó tặng cho số tiền cũng khá là kinh khủng, hơn 100.000 đồng. Với những cái ngân hàng khác á, thì khi mà nó tặng tiền á, các bạn cũng chưa có thể là rút được hết đâu, mà nó sẽ có cái điều kiện á. Ví dụ như những cái ngân hàng khác nó tặng 30, 20, 50, rồi sau đó nếu mà muốn rút được tiền đúng không thì phải từ cái min 100.000 đồng trở lên. Nó đại loại là như vậy á. Còn với thằng Kalut Việt Nam này thì khi bạn có được tiền đúng không, chỉ 20.000 thôi bạn cũng rút ra được nữa. Hôm trước thì mình cũng đã có test thử một cái lệnh rút là 40.000 đồng về trên cái tài khoản ngân hàng khác thì test rút ra bình thường luôn. Thì xíu nữa mình cũng sẽ test cho bạn xem một cái lệnh rút là 170.000 về những cái ngân hàng khác và nó không hề tốn phí của chúng ta luôn. Mình thấy ngân hàng này thì nếu mà nó chịu chi như thế này để nó kéo khách hàng đến là cũng khá là kinh khủng á. Số tiền chi cho marketing này cũng cực khủng luôn ha. Để kiểu dạng giống như nó đang cho chúng ta số tiền để chúng ta trải nghiệm ở cái ngân hàng đó. Và nếu mà mình thấy ổn, ok thì sau này có thể đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng này. Kiểu giống như vậy ha. Bây giờ thì ngân hàng nó cạnh tranh với nhau cũng rất là nhiều, nên các bạn thấy là rất là nhiều ngân hàng tặng tiền cho chúng ta khi mà chúng ta mở tài khoản ở đó. Và bây giờ cũng không cần phải đi ra cái quầy nữa, các bạn chỉ cần ngồi tại nhà thôi là các bạn có thể là mở tài khoản.
Một ngày bạn có thể mở cả chục ngân hàng cũng được nữa, chỉ cần chụp chứng minh đưa lên rồi nó quét quét xong sau đó thì nó duyệt cho bạn. Còn nếu mà muốn nhận thẻ ATM thì chúng ta phải ra ngoài quầy và đưa cái thông tin cho nó để nó cấp ATM cho chúng ta. Còn nếu mà không muốn có ATM, muốn chuyển online thôi thì các bạn cứ đăng ký bình thường ha. Và đó là tài khoản của bạn, cũng không ai chiếm đoạt được. Bây giờ thì mình sẽ đi chuyển một cái khoản 170.000 từ cái ngân hàng Kalut này về cái tài khoản ngân hàng khác cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ test và rút về ngân hàng của Techcombank cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ rút đi số tiền là 170.000 đồng. Mình chọn vào trang xác nhận nè để rút đi ha. Ngân hàng này thì rất là yên tâm. Và nếu mà các bạn đang làm những cái chiến dịch của SCJ á, thì chúng ta hãy tham gia và đăng ký cái ngân hàng này đi, để các bạn lấy luôn cái số tiền ha, 140.000 đồng, khá là nhiều đúng không? Rất là nhanh luôn, chuyển hầu như là không tốn phí ha. Chuyển là không tốn phí, và các bạn có thể chuyển hết số tiền này 100% luôn. Thì lúc nãy bạn thấy là trong cái tài khoản của mình có 170.000 là mình bấm mình rút ra hết luôn. Và bây giờ ở bên cái của Techcombank thì mình cũng đã nhận được rồi ha. Đó, bạn thấy không, mình đã nhận được 170.000, chuyển nó rất là nhanh luôn. Và nếu mà các bạn chưa biết cách đăng ký tài khoản ngân hàng Kalut như thế nào á, thì dưới phần mô tả video này mình có một cái video làm cũng khá là lâu rồi, hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Kalut cho các bạn xem. Các bạn cứ xem tại cái video đó ha, thì hướng dẫn là cũng được lắm, nó không có phải là bị thiếu nhiều đâu. Mình cũng che rất là nhiều thông tin rồi, nên là cái video đó nó vẫn còn sót lại, không có bị YouTube xóa ha. Ok, như vậy là mình mới vừa hướng dẫn cho bạn xong những cái kèo kiếm tiền cực chất ha. Hiện tại thì các bạn thấy SCJ thì quá là uy tín rồi. Nếu mà các bạn chưa đăng ký những cái tài khoản ngân hàng này thì các bạn cứ vào trong đó các bạn đăng ký, thì các bạn sẽ kiếm được số tiền lên đến là 2 triệu đồng. Bản thân của mình đã từng trải nghiệm rồi và mình đã làm được cái này rồi, và mình chia sẻ lại cho các bạn ha. Cái này các bạn tự đăng ký và tự kiếm tiền. Còn có ngân hàng là K Plus Việt Nam thì chúng ta đăng ký thì nó nằm ngoài, nó không có nằm ở trong cái danh mục của SCJ, nên chúng ta sẽ không có ở trong đó. Cái này thì mình giới thiệu riêng cho các bạn ở ngoài, tại vì mình thấy là cái tiền nó tặng cho chúng ta khá là nhiều, nên mình chia sẻ cho bạn để biết không bị sót cái ngân hàng này nha. Và nếu mà bạn thấy những cái gì mà khó khăn hoặc là cần giúp đỡ thì các bạn có thể để lại dưới phần mô tả video này. Mình sẽ đọc và xem những cái thông tin đó, và nếu mà cái nào mà mình giúp được các bạn thì mình sẽ hỗ trợ ngay lập tức ha. Giống như cái của SCJ này thì các bạn nói là đang thiếu cái file hướng dẫn, thì mình cũng có file hướng dẫn cho bạn luôn. Hy vọng rằng các bạn yêu thích cái video này của mình. Nếu mà yêu thích thì các bạn hãy để cho mình một like ha. Và nếu chưa đăng ký kênh của mình thì hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.